Top những thứ sao Hàn cực thích khi sang Việt Nam. Ki Hoon và các idol K-pop đều đam mê ẩm thực Việt vì vừa ngon vừa rẻ. Futi 음악도 먹고요. 반코도 먹었고요. 분짜, 반미, 스프링롤 뭐 다 먹었어요. 근데 너무 싸. Hội Anh Tài Super Junior rất thích đi xe máy. 제가 스쿠터를 타고 가는 모습을 보신다면 저를 따라와 주세요. Jung In Woo, Lee Seung Hoon trở thành tay lái lụa khi tới Việt Nam. Một mình đi phượt khắp nơi làm fan náo loạn. Park Hae Jin cùng hội anh em oánh chén 20 kg xoài cho thỏa cơn thèm. Những năm gần đây, Việt Nam trở thành điểm đến quen thuộc đối với các sao Hàn. Sơ hở là thấy dàn nam thần mỹ nữ K-pop check-in ở Việt Nam, cảm giác như các anh các chị qua đây mà như đi chợ. Tất nhiên, để các sao Hàn chăm tới Việt Nam thì ngoài công việc còn có những ưu điểm thu hút khiến cả khách du lịch lẫn các sao K-pop phải thích thú. Một trong những thứ khiến sao Hàn rất thích khi tới Việt Nam, đó là ẩm thực. Phải nói rằng không đâu lại có món ăn phong phú và giá thành hợp lý như ở giải đất hình chữ S. Như Ki Hoon từng chia sẻ trong buổi biểu diễn tại Việt Nam gần đây, cho biết anh tới vài ngày thôi nhưng đã được ăn rất nhiều món và giá đều rất rẻ. Các thành viên khác của Super Junior cũng rất thích ẩm thực Việt Nam. Như anh cả Lee Túc sang Việt Nam là livestream ăn bánh mì, phở, hay Ki Hoon ăn hủ tiếu, bánh cuốn, nem. Và các anh đều hứa hẹn sẽ còn quay trở lại Việt Nam để đi du lịch, làm vlog. Bên cạnh Super Junior, các sao Hàn khác cũng rất thích thú với món ăn Việt. Daisy miền Tây Hyo Jeon sang Việt Nam diễn như đi ăn bánh xèo hẻm như người bản địa, mời ai đi thưởng thức ẩm thực chợ, Tae Yang, Lee Seung Hoon đi ăn lề đường. Hay ông chú Lee Jong Guk thì ăn món nào mê món ấy. Cũng thuộc mảng ẩm thực, nhưng là trái cây. Sao Hàn phải mở mê trước vựa trái cây vừa ngon vừa rẻ tại Việt Nam. Nhìn cách Park Hae Jin cùng hội anh em chén hẳn 20 kg xoài khi tới Nha Trang cũng đủ biết các anh mê trái cây cỡ nào. Một nét đặc trưng khác mà chỉ có ở Việt Nam khiến sao Hàn từ kinh ngạc đến đam mê đó là xe máy. Có thể sẽ rất nhiều người Hàn lẫn sao Hàn sang du lịch Việt Nam sẽ sang chấn tâm lý vì xe máy quá nhiều. Song, từ nỗi băn khoăn đến thích thú cũng chẳng xa đâu, bởi những Lee Seung Hoon, Jung In Woo đều thành tay lái lụa khi tới Việt Nam. Jung In Woo còn một mình đi phượt bằng xe máy, Ki Hoon xét kèo cuối năm lái xe đi ăn phở lề đường. Hay Jong Hae khi sang Việt Nam cũng từng trải nghiệm ngồi sau xe máy chứ không di chuyển bằng ô tô.